sẽ có chuyến đi trên biển Côn Đảo. Tạm biệt hòn đảo lớn hình chú gấu, chúng tôi tiến ra biển khơi để đi thăm các đảo nhỏ xung quanh. Bây giờ em đưa anh Thắng đi khám phá biển. Ê, em nghĩ anh em mình nên cởi quần áo ra thì mình sẽ nhảy xuống biển. Tại biển bơi vào á? Không. Anh Thắng có biết bơi không? Anh biết nhưng mà chỉ bơi hồ thôi, chưa bơi biển bao giờ. Em thông báo cho anh Thắng là tại vì dưới này san hô rất là đẹp và rất là nhiều cá. Mình gọi là vườn quốc gia Côn Đảo phải không em? Đúng, đúng. Trong vườn này thì nó có những cái động vật gì? Ở Côn Đảo thì cái động vật mà quý hiếm nhất là con bò biển, hay là gọi là con dugong. Trong sách đỏ thế giới đã nêu là nó là một loài được bảo vệ. Và vùng biển Côn Đảo này còn rất ít thôi, ở nước ta duy nhất ở Côn Đảo mới có loài động vật quý hiếm này. Đúng rồi đấy, trông con bò biển nó như thế nào? Thế con bò biển thì cái mình của nó thì anh tưởng tượng là giống như một con cá heo. Mà riêng cái đầu của nó thì rất giống cái đầu của con bò. Và nó ăn một cái loại cỏ biển mà người ta gọi đó là con bò biển. Con dugong nó to cỡ nào em, con bò biển ý? Con bò biển thì khi mà nó trưởng thành thì nó nặng khoảng 150-200 cân. Và nó dài thì chừng khoảng 2-3 mét. Nhìn cho là mạnh thì quá. Vì dugong không phải lúc nào cũng nổi lên cho mình xem, nên chúng tôi chuyển sang mục câu cá. Ngoài biển lớn người ta không câu bằng cần. Thành chỉ dẫn cho tôi cách câu bằng cuộn cước trong tay. Rồi. Rồi. Một con. Cá này gọi cá gì em? Đây là cá mó. Cá mó trò đúng không? Thì nó có răng. À, bây giờ thì tôi mới hiểu công dụng của cái phao to đùng mà Thành cho kéo theo. Hóa ra nó chính là một chiếc thuyền rất an toàn ngoài biển lớn. Thế là tôi đã được đặt chân lên hòn Bảy Cạnh, nơi đây không thấy có người sinh sống và còn nguyên vẻ hoang sơ với bao điều thú vị của thiên nhiên. Ôi, đẹp thế. Anh có nhìn đi san hô mà nó có màu sắc như thế này là san hô nó còn sống. Còn nếu mà anh nhìn thấy san hô nó màu trắng phớt là nó đã chết rồi. Mình có nên là gọi là san hô gạt nai. Là vì nó có những cái đống y như cái sừng con nai. Đây là con ốc đá. Ấy, anh đừng có đưa tay vào nó sẽ kẹp lại. Khi mà anh rút vào thì tự động nó sẽ kẹp lại và mình sẽ không thể nào rút tay ra được. Đúng rồi, em nghe các cụ kể đó là hồi trước thực dân Pháp có mang ở đây hai con cọp thả lên trên rừng để cho tù nhân đừng có trốn đi đó. Sau cái nước biển cạn nè, cái con cọp nó xuống dưới biển để nó bắt cá. Nó thấy con ốc há miệng ra đó, cái nó cho tay vô, thế là con ốc kẹp lại là nó đứng ở đó nước lớn rồi nó chết luôn. Cho nên bây giờ ở đây không có cọp. Có cá. Con cá này mắc cạn rồi. Con cá này mắc cạn. Có sao không đây ta? Có rồi nè. Cá sọc dừa. Ôi cá này lên nướng là ngon. Thật quái khi mà chỉ cần tay không, chúng tôi cũng bắt được một túi cá. Với sự nhiệt tình và kinh nghiệm của một hướng dẫn viên du lịch, Thành nhanh chóng kiếm được những cành củi khô để chúng tôi chuẩn bị nướng cá. Có thể các bạn đã từng có những bữa tiệc lớn tại các nhà hàng sang trọng, nhưng cảm giác thú vị sẽ khác xa khi ở bên những người bạn cùng mình trên bãi biển của một hòn đảo hoang sơ giữa trùng khơi và nướng những chú cá do chính tay mình bắt được. Thật là khoái, Côn Đảo đối với tôi không thể thiếu hành trình nào.